Chào mừng bạn đến với kênh Vui là Khỏe. Nếu là lần đầu tiên đến với kênh, hãy nhấn nút subscribe đăng ký kênh phía dưới video này để luôn nhận được những thông tin mới nhất về video trên kênh. Trong video này, Vui là Khỏe sẽ chia sẻ về cách giúp bạn vui khỏe và luôn tươi trẻ với các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, glycogen. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Vui là Khỏe. Lycopene là một chất dinh dưỡng từ thực vật có đặc tính chống oxy hóa. Đây là một loại sắc tố trong trái cây tạo nên màu đỏ và hồng, chẳng hạn màu sắc đặc trưng của những loại quả như cà chua, dưa hấu và bưởi hồng. Đặc biệt, các loại thực phẩm này vừa ngon, bổ, rẻ và rất dễ kiếm. Lycopene có liên quan đến lợi ích bảo vệ sức khỏe của hệ tim mạch, bảo vệ da, chống lại cháy nắng và một số loại ung thư. Để biết điều kỳ diệu sẽ đến với cơ thể của bạn khi ăn đều mỗi ngày các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa chứa lycopene, thì xin mời quý vị cùng theo dõi video. Lycopene là một chất dinh dưỡng thực vật có đặc tính chống oxy hóa. Đó là sắc tố tạo ra màu đỏ và hồng cho trái cây như cà chua, dưa hấu và bưởi hồng. Lycopene có liên quan đến các lợi ích sức khỏe, từ sức khỏe tim mạch đến bảo vệ chống lại cháy nắng và một số loại ung thư. Thực phẩm giàu lycopene. Tất cả các loại thực phẩm tự nhiên có màu hồng đậm đến đỏ thường giàu lycopene. Cà chua là nguồn thực phẩm lớn nhất và cà chua càng chín thì càng chứa nhiều lycopene. Nhưng bạn cũng có thể tìm thấy chất dinh dưỡng này trong một loạt các loại thực phẩm khác. Dưới đây là danh sách các loại thực phẩm chứa nhiều lycopene nhất trên 100g. Cà chua khô 45,9mg. Cà chua nghiền 21,8mg. Ổi 5,2mg. Dưa hấu 4,5mg. Cà chua tươi 3,0mg. Cà chua đóng hộp 2,7mg. Đu đủ 1,8mg. Bưởi hồng 1,1mg. Ớt đỏ nấu chín 0,5mg. Hiện tại không có khuyến nghị lượng lycopene hàng ngày. Tuy nhiên, từ các nghiên cứu hiện tại, lượng tiêu thụ từ 8 đến 21mg mỗi ngày dường như có lợi nhất. Thuộc tính chống oxy hóa mạnh, lycopene là một chất chống oxy hóa trong họ cơ sát đôi. Chất chống oxy hóa bảo vệ cơ thể bạn khỏi bị hư hại do các hợp chất được gọi là gốc tự do. Khi mức độ gốc tự do nhiều hơn mức độ chống oxy hóa, chúng có thể tạo ra stress oxy hóa trong cơ thể bạn. Sự căng thẳng này có liên quan đến một số bệnh mãn tính, chẳng hạn như ung thư, tiểu đường, bệnh tim và bệnh Alzheimer. Nghiên cứu cho thấy rằng các đặc tính chống oxy hóa của lycopene có thể giúp giữ mức độ gốc tự do ở mức cân bằng, bảo vệ cơ thể bạn chống lại một số tình trạng này. Ngoài ra, các nghiên cứu trên ống nghiệm và động vật cho thấy lycopene có thể bảo vệ cơ thể bạn chống lại các tổn thương do thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ và một số loại nấm gây ra. Lycopene tốt cho trái tim. Lycopene cũng có thể giúp giảm nguy cơ phát triển hoặc chết sớm vì bệnh tim. Điều đó một phần vì nó có thể làm giảm các yếu tố nguy cơ bệnh tim. Cụ thể hơn, nó có thể làm giảm tác hại của các gốc tự do, mức cholesterol LDL toàn phần xấu và tăng cholesterol HDL tốt. Nồng độ lycopene trong máu cao cũng có thể kéo dài cuộc sống của những người mắc hội chứng chuyển hóa. Một sự kết hợp của các tình trạng sức khỏe có thể dẫn đến bệnh tim. Trong khoảng thời gian 10 năm, các nhà nghiên cứu ghi nhận rằng những người mắc bệnh chuyển hóa có nồng độ lycopene trong máu cao nhất có nguy cơ chết sớm thấp hơn tới 39%. Trong một nghiên cứu khác kéo dài 10 năm, chế độ ăn giàu chất dinh dưỡng này có liên quan đến việc giảm 17-26% nguy cơ mắc bệnh tim. Một đánh giá gần đây liên kết thêm nồng độ lycopene trong máu cao với nguy cơ đột quỵ thấp hơn 31%. Tác dụng bảo vệ của lycopene đặc biệt có lợi cho những người có mức độ chống oxy hóa trong máu thấp hoặc mức độ căng thẳng oxy hóa cao. Điều này bao gồm cả người lớn tuổi và những người hút thuốc hoặc mắc bệnh tiểu đường hoặc bệnh tim.
có thể bảo vệ chống lại một số loại ung thư. Hoạt động chống oxy hóa mạnh của lycopene có thể ngăn ngừa hoặc làm chậm sự tiến triển của một số loại ung thư. Ví dụ, các nghiên cứu trong ống nghiệm cho thấy chất dinh dưỡng này có thể làm chậm sự phát triển của ung thư vú và tuyến tiền liệt bằng cách hạn chế sự phát triển của khối u. Các nghiên cứu trên động vật báo cáo thêm rằng nó có thể ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư trong thận. Ở người, các nghiên cứu quan sát liên kết việc hấp thụ nhiều corticosteroid, bao gồm lycopene, với nguy cơ ung thư phổi và tuyến tiền liệt thấp hơn 32-50%. Một nghiên cứu kéo dài 23 năm trên hơn 46.000 nam giới đã xem xét mối liên hệ giữa lycopene và ung thư tuyến tiền liệt một cách chi tiết hơn. Những người đàn ông tiêu thụ ít nhất 2 phần nước sốt cà chua giàu lycopene mỗi tuần có nguy cơ bị ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn 30% so với những người ăn ít hơn 1 phần nước sốt cà chua mỗi tháng. Tuy nhiên, một đánh giá gần đây của 26 nghiên cứu cho thấy kết quả vừa phải hơn. Các nhà nghiên cứu đã liên kết việc hấp thụ lycopene cao với khả năng phát triển ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn 9%. Quý vị thân mến, các thực phẩm rau củ quả không thể thiếu trong mâm cơm của các gia đình Việt. Vì vậy, quý vị hãy xem kỹ video này để biết rõ tác dụng của các thực phẩm chống oxy hóa giúp lợi ích cho sức khỏe và luôn tươi trẻ nhé. Nếu có thể, quý vị hãy bấm vào nút thích và nút lưu ở dưới video để xem lại mỗi khi cần. Còn bây giờ, vui là khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo. Nếu video hữu ích, hãy nhấn like và subscribe đăng ký kênh để luôn là người nhận được những thông tin mới nhất về video trên kênh. Cảm ơn bạn đã luôn đồng hành cùng Vui là Khỏe. Chúc mọi điều tốt sẽ đến với chúng ta và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.